Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh năm học 20. Các đội đã xuất sắc vượt qua cái vòng đấu trực tiếp, loại trực tiếp để chúng ta có mặt trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay để tham dự giải khai mạc. Chức liên đoàn của Sở Văn hóa Thể dục Thể thao để tìm ra các học sinh có năng khiếu để tham dự các giải đấu thể dục thể thao toàn quốc và quốc tế. Học sinh trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 ước Vinamilk.